chúng ta quay về đây các bạn. Rất là nhiều các chú khủng long đã bị mắc kẹt ở trong một cái đầm lầy khổng lồ luôn kìa các bạn. Mình đã chuẩn bị một cái thau nước khổng lồ đây các bạn. Đó, có vẻ như chú khủng long này sẽ được tắm táp sạch sẽ đây. Wow, chúng ta sẽ bắt đầu với Carnotaurus. Ây, con này chỉ dính, con này là Tyranno các bạn, con này chỉ dính cái chân thôi. Ây, mình sẽ nhúng cái chân nó ra mà rửa hết người nó luôn này. Con Tyrannosaurus của chúng ta đã được sạch sẽ được bạn, quá là đẹp luôn, cũng lòng quá ngầu. Thôi giờ con T-Rex nó chạy nhanh chưa kìa các bạn. Đó, giờ nó ngầu chưa kìa, chạy rất là nhanh nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có, wow, một mô hình voi mammoth luôn, bự cực kỳ luôn các bạn. Wow, con voi mammoth nó to lớn khổng lồ luôn kìa. Ta có một chú voi đang chạy rất là nhanh, cô bạn đang tìm cái cách để trốn thoát khỏi cái sở thú này. À, ở đây chúng ta có một con gì nó màu đỏ đỏ này các bạn. Wow, thì ra là một con T-Rex khủng long bạo chúa màu đỏ, Tyrannosaurus các bạn. Wow, quá là ngầu luôn. How about the T-Rex đang cắn vào con bò cạp khổng lồ. Ây kìa, chúng ta sẽ tiến hành tắm rửa sạch sẽ cho những chú khủng long này nha. Wow, và đây là Mosasaurus, chú thương long của thời tiền sử đây các bạn. Nó con mắt của nó đỏ rực kìa, thấy chưa, nhìn đã chưa kìa. Wow, con dịch của Mosasaurus nó bơi kìa các bạn. Nhìn nó đẹp chưa kìa. Một chú nai kìa. Mô hình của một chú nai màu xanh lá cây nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn kìa các bạn. Anh em mình sẽ tập nó xuống nha. Một chú dê núi, dê sừng nai sừng lá đấy các bạn, mình nhầm đấy các bạn. Ở đây chúng ta có một mô hình cá mập này các bạn. Đây, con này con cá mập này. Đây là con Megalodon nè. Wow, Megalodon cá mập thời tiền sử khổng lồ với những chiếc răng rất là sắc bén, nó có một cái màu trắng rất là đẹp luôn nè các bạn. Đã chưa? Cá mập trắng đang bơi rất là chậm chạp luôn kìa. Bơi chậm chưa kìa. Tiếp theo chúng ta có gì đây nào? Mô hình của một chú ngựa vằn. Wow, nhìn mô hình con ngựa vằn nhìn đẹp chưa kìa. Nó có những cái vằn màu đỏ màu đen rất là ngầu luôn. Wow, con thằng ngựa vằn nó chạy nhanh cực kỳ luôn kìa. Nhìn nó chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Ở đây chúng ta có gì nữa đây? Wow, và ở đây chúng ta có một giraffe, một chú hươu cao cổ các bạn. Wow, mô hình hươu cao cổ với cái cổ khá là dài luôn, nhìn nó đẹp chưa kìa. Wow, và chúng ta có một chú hươu cao cổ nhìn rất là đẹp luôn kìa, ngầu chưa kìa. Ấy da. Và Pentaceratops đây rồi, mô hình khủng long Penta nha các bạn, với cái cặp sừng khá là nhọn luôn. Wow, hai cái phần này nó nhô lên cao chưa kìa. Wow, con Pentaceratops nhìn nó to hơn cả con Amagasaurus luôn kìa các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Ở đây chúng ta này khá là nhiều luôn các bạn. Parasaurolophus khủng long thuộc họ thằn lằn nha các bạn, thuộc họ thằn lằn chi màu gần rất là đẹp, nó có một cái màu xanh dương này. Con Parasaurolophus chạy rất là nhanh luôn. Con Marsiaca. Chú Marsiaca dính thật chặt luôn. Ở đây chúng ta có mô hình Marsiacasaurus với cái hàm răng rất là sắc bén luôn các bạn ạ. Nó dính cái phần gì này, này miệng này. Làm sao? Con Marsiacasaurus nó đang bắt cá đó các bạn. Nó đang tìm kiếm con cá hay đâu uống nước, ta uống nước thì phải. Theo chúng ta có gì đây nè. Và đây là Velociraptor, mô hình của một chú Veloci rất là đẹp luôn, nhìn nó ngầu chưa kìa các bạn. Ngầu chưa. Và chúng ta có một chú Velociraptor đang giật giật cái đầu và nó đi nhìn tấu hài cực kỳ luôn các bạn. Tiếp theo nào. Mô hình của một chú báo hoa mai các bạn. Wow, nhìn những cái đốm trên người của nó kìa, đẹp chưa kìa các bạn, ngầu thật sự luôn nha. Con báo nhìn rất là ngầu luôn. Wow, ở đây chúng ta có một chú báo nha các bạn, mô hình của một chú báo, con báo đang bước đi rất là chậm chạp luôn. Ây da, con gì to quá vậy, dính một cục đèn hôi luôn rồi.
mình sẽ tiến hành rửa sạch sẽ cho nó nha. Có vẻ như nó có một cái màu đen các bạn ạ. Wow, thì ra là Indoraptor màu đen các bạn. Mô hình chú khủng long Indoraptor rất là đẹp luôn, với cái hàm răng cắn rất là đau luôn này. Nhìn nó ngầu chưa kìa. Một Indoraptor đang chạy rất là nhanh mà nó cắn một kìa các bạn. Có vẻ ở đây hết rồi. Ê, ở đây. Wow, con này của gai không đã đâm rất là đau luôn. Wow, một con Ankylosaurus các bạn, bảo sao nó lại đâm đau đến vậy. Cái gai của nó đâm rất là đau nha. Oh, nhìn nó đẹp chưa kìa. Và chúng ta có một bầy Ankylosaurus đang đánh nhau với những con Skeleton đúng không? Wow. Tiếp theo chúng ta có gì ở đây nào. Wow, có vẻ đây là một loại khủng long có sừng các bạn. Triceratops dạ quang có sừng của chúng ta đây rồi đó. Nhìn con Triceratops nó đẹp chưa kìa, bởi ba cái sừng khá là nhọn luôn. Nhìn chú Triceratops đang cố gắng tiến ra khỏi cánh cổng rất là to lớn luôn các bạn. Một con Triceratops khổng lồ luôn nha, bự chưa kìa. Đó, nhìn nó cực kỳ luôn, nhìn đã thật sự luôn á. Tiếp theo nào, mình sẽ tiếp tục với con khủng long gì đây, hay là con động vật gì đây. Indominus Rex, đây là loài khủng long được lai tạo khá là thông minh luôn, và nó thuộc trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất trong thời tiền sử. Nó giỡn là con này được lai tạo ra các bạn, nó không có thời tiền sử nha. Ui, con Indominus Rex nó đang đứng gặm ngư, nó có một cái màu trắng rất là đẹp luôn các bạn. Wow, đang ăn một cái bữa thịt rất là sướng luôn. Wow, con khủng long cổ dài nữa các bạn, bò bự chưa kìa. Và chúng ta đã rửa sạch được chú khủng long cổ dài đó các bạn. Con khủng long với cái cổ khá là dài, Brachiosaurus, nhìn rất là ngầu luôn. Oh, con Brachiosaurus đang bước đi, nó đi cũng nhanh lắm chứ các bạn, nó không phải đi chậm đâu nha. À, tiếp tục với chục một cái con gì đây. Wow, thì ra đây là một chú dê núi các bạn, mô hình một con dê núi với cái sừng màu xanh rất là lạ luôn, thấy chưa, nhìn nó lạ cực kỳ luôn nha. Ui, chú dê núi với cặp sừng rất là dài luôn, nhìn nó ngầu chưa kìa. Ây da, con bò nó dính chặt quá đây. Wow, trên tay mình là một chú bò màu cam rất là đẹp luôn. Wow, đang bóp nước cho nó ra đây các bạn, đó, nhìn con bò nó ngầu chưa kìa. Ở đây mình có một con bò tót luôn các bạn, đó, nhìn nó đẹp chưa kìa, đó, nhìn đã thực sự luôn. À, và đây chúng ta có một con khủng long Dilophosaurus nha. Wow, mô hình khủng long Dilophosaurus nó đẹp thật sự luôn các bạn, đó, nhìn nó cái dáng đi của nó kìa, rất là lạ và đẹp luôn nha. Và ở đây có con gì nó cứng lắm này. Wow, nó có hai cái gai các bạn, nó hai cái gai nó nhô lên các bạn. À, không phải là gai mà là bố, đây là lạc đà hai bố rất là xịn luôn. Wow, các bạn nhìn hai cái bố của nó kìa, đó là để chữ nước để băng qua những cái sa mạc các bạn, rất là ngầu luôn. Đây chúng ta có gì đây. Yeah. Và chúng ta có một cái mô hình của một con Liraf, đây là hươu cao cổ. Wow, cái mô hình nó đẹp hơn mô hình kia luôn các bạn. Mô hình của cổ này khá là ngầu và dễ thương luôn này. Đó, đẹp chưa. Ở đây chúng ta có gì nữa đây nào. Ý da, cứng quá. Vậy nó lún rất là sâu luôn đây. Wow, Bachycephalosaurus, chú khủng long với cái đầu khá là cứng, nhô lên một cái cục gì đó khá là dị trên đầu các bạn. Đó, nó sẽ hút đầu để nó kiếm sức mạnh các bạn, để nó thể hiện cái đầu nó cứng cái nào. Đó. Wow, con gì gai đâm đầu vậy? À. À, chú gì nay sừng tắm các bạn. Wow, cái gai cái sừng của nó đâm mình nãy giờ này, đầu kinh luôn ấy. Thì chúng ta có gì đây. Mô hình của Stegosaurus. Wow, những cái phiến gai trên lưng của nó nhìn khá là xịn luôn và khá là chắc chắn luôn nha. Đó, nhìn cái gai của nó kìa, nhọn chưa kìa các bạn. Ui chà. Tiếp theo chúng ta có gì đây.
Wow, và đây là một chú trai Ceratops mô hình rất là chân thật luôn. Wow, khủng long ba sừng nhìn nó ngầu chưa kìa các bạn. Đó, cái phần khuôn mặt nó hình tròn nhìn xịn chưa kìa. Yeah. Ui, con này nó nằm sâu dưới mặt đất lắm nè. Wow, một chú Tyrannosaurus khủng long bạo chúa, nhưng mà cái phiên bản này nó cực kỳ ngầu luôn các bạn, con mắt của nó đỏ rực kia kìa, đó nhìn xịn chưa. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Nó cứng quá này các bạn. Và đây là Lego Stegosaurus nha, nhìn nó ngầu chưa kìa, những cái lá gai trên lưng của nó khá là chắc chắn luôn các bạn, đó nhìn nó xịn chưa. À, wow, còn nhìn nó đang cắn mình đây này. À, nó cắn rất là đau luôn. Wow, và đây là một chú hà mã đang há cái miệng rất là bự luôn các bạn. Hai cái răng khá là sắc nhọn luôn kìa, đâm cắn rất là mạnh luôn. Wow. Tiếp theo đây chúng ta có gì đây. Ở đây chúng ta có một chú Stegosaurus màu xanh lá cây, nhìn cái khuôn mặt của nó kìa, đó, nó cảnh cái mặt lên nhìn thấy ghét chưa kìa. Đó, để mình coi em biết một lần nữa kìa. Wow, có vẻ chúng ta đã giải cứu được hết tất cả những cái khủng long bị mắc kẹt ở trong này rồi các bạn. À, khoan, còn một con gì nữa đây này. Lần này có vẻ là giải cứu hết rồi các bạn. À, một chú báo với cặp chân khá là dài luôn các bạn, quá là ngầu luôn. Ây chà, yeah. À, hết rồi các bạn ơi, mình đi tay nữa rồi. Và đây là thành quả mình đã giải cứu được hôm nay các bạn, rất là nhiều các chú khủng long khác nhau luôn.